đây là sự kết hợp của bộ mic Zilakat và một con vang Ayahani nha, vang cơ này số. Ca khúc mang tên Anh Khác Em Khác. Các bác cùng nghe tiếng nha. Hôm nay em biết yêu anh rồi, em hãy nói đi người ơi. Anh vô tâm hay là anh đã sai, mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, em nói anh không còn yêu thương. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn hôn anh thật lâu. Và dường như anh yêu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh yêu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy khi anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng cùng yêu. Vâng, vừa rồi thì em Tuấn Audio đã test thử cho mọi người nghe. Đó chính là một sự kết hợp giữa một bộ mic Zinacat và một em vang cơ nai số Ayahani, thương hiệu Ayahani của Mỹ nhá. Hàng bên em luôn luôn là những cái hàng cực kỳ chất lượng và có thương hiệu nhá. Anh em nào mà có thích thì có thể eBay trực tiếp hoặc gọi đến số điện thoại của em Tuấn Audio để có thể sở hữu một bộ hát karaoke về chơi Tết nha anh em nhé. Sắp Tết rồi anh em hãy tranh thủ lên, tranh thủ từng ly từng tí một kiếm tiền và kiếm những cái cuộc vui cho những ngày Tết để giúp gia đình mình ấm áp và vui vẻ hơn nha các bác nhé. Còn nhà em thì cũng có rất là nhiều các cái sản phẩm loa bãi cực kỳ chất lượng và uy tín. Các cái sản phẩm âm thanh từ loa mic bãi vang cơ vang số cho đến các cái em đẩy. Các bác hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em Tuấn. Địa chỉ nhà em đang ở Ân Thiên Nghiên nha các bác nhé. Bác nào qua có thể ghé qua shop nhà em để trực tiếp test thử những cái sản phẩm mà mình thích. Và cuối cùng thì xin chào toàn thể các bác. Hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo lần sau của em Tuấn Audio nha.